cát cát thôi chừng em nè. Cát tường ơi. Không cần cát tường. Cát tường nó nhảy không mà nó không có đi. Đó, đôi dép của mình nè. Đó, đôi dép của mình á. Đôi dép của mình á mà nó cào riết mà chạy chỗ hết luôn á. 20 con. Vô. Miêu 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 miêu. Vô. Cắt không? Miêu 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 miêu. Kêu em vô cái khác. Miêu 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 miêu. Cắt đường đâu rồi? Cắt đường đâu rồi? Miêu 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 miêu. Em đâu con? Em đâu? Em đâu? Em đi đâu rồi? Kiếm em rồi. Nè 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 em nè. Nó chạy. Nó chạy nhanh lắm. Miêu 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 miêu. Miêu 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 miêu. Ờ ờ ờ ờ, về đây, về đây. Xịt kìa. Trời, đủ rẻ nữa hả? Ừ. Rẻ nữa hả? Ừ. Đừng có rẻ nhiều nữa. Làm thịt ăn bớt đi. Ăn nè. Coi chừng đau em. Coi chừng thôi cát cát không có dạy em cào dép nghe chưa. À, nó dạy con nó vồ mồi. Dẫn đi, dẫn cho đã đi. Sung lắm bà này, mới có hơn tháng đó. Sanh hôm 13 tháng 7. Hôm nay tháng 8. Hơn tháng, chưa được 2 tháng. Cát tường. Cát tường. Đứa nào đấy? Ờ. Ờ. Đi kia ăn xong rồi hả? Có ăn đi. Wow, thịt mèo. Mèo mà sầu lăn á. Thịt trắng mà nó ngọt. Mèo sầu lăn. Có nào làm thử con coi. Có em lăn thì có. Em mà lăn con mẹ vậy em biết giống con mèo cũng lăn mà không lăn ngon á. Mà nuôi mèo nhiều á, mặt mà giống con mèo à. Ờ, mặt em nhiều giống con mèo nè. Giống mèo cũng nhiều. Mèo. Con mèo mà xào lăn là hết ý luôn. Thịt chút cắn nó ngọt. Ăn phê luôn. Hả? Đây nè, em đây nè, em ngồi đây nè nè. Không tin cứ làm thử một con đi. Em ngồi đây nè. Em ngồi đây nè, kêu gì? Hử? Rồi.
em còn nhỏ em biết lấy cái tay nè, em giọng dính cái tô xuống để em cạp. Con đi đâu là mẹ theo ôm đó, nó tát ghê chưa. Nó ăn cơm nó không chịu ăn cháo, cho nó ăn cháo với ăn bột là hả, nó không thèm ăn. Nó ăn cháo với ăn bột đúng một ngày duy nhất, vợ hả ăn cơm không, tập cũng không được nữa. Nó đòi ăn cơm của mẹ nó không à. Mẹ nó dạy nó ăn cơm. Mẹ nó dạy nó liếm. Chứ mẹ nó ăn ngon rồi. Nó kêu con nó phải ăn như vậy đó. Sao con? Thôi nha, đừng ăn nữa nha. Đó, sáng giờ chưa lau nhà được nữa. Đó, chưa lau nhà, chưa quét nhà luôn. Cái cát ra đây con. Cái cát. Rồi, thôi nha, không ăn nữa nha. Chỉ leo kìa, sao chỉ leo rồi đó. Mẹ nó kéo nó xuống rồi nó thì cứ trèo lên. Cái vụ này là mình hy sinh, mình để ra để mình che mưa lớn thì mình bật vụ lên. Leo trèo ghê lắm. Biết leo lên thôi chứ chưa biết leo xuống. Nè, leo xuống cao vậy sao nhảy. Đó. Xuống được xong ra làng nè. Đó. Biết lên chứ đâu biết xuống, sao biết xuống, đâu biết xuống đâu. Cái két ẵm em xuống kìa, cái két. Cái két em không biết xuống thì con lên dẫn em xuống. Cái két lên bế em xuống đi, bế em xuống thì con em biết xuống kìa. Đây thì giáp vòng cái nóc chuồng vậy á, chứ bế xuống hả, xong rồi nhảy lên tiếp này, xuống đây. Kêu lên được xuống được xong la làng á, kêu á hả, chơi đã xong rồi hả, nhảy nhó chờ cố vô lại bú mẹ. Bú nhéo các tên. Bố hả? Bố nhìn nhìn luôn phải không? Các tờ. Rồi giờ mình dọn dẹp nhà cửa đây. Mệt với cái đám này.